Cái nhà của ông kìa. Cái nhà của ông này. À kìa. Ông Thìn. Đấy, chỉ ngay tại chợ đấy. Nhìn ra như nhà kép nhỉ. Đơn. Thế, đơn mà. Ông tự nghiên cứu đi. Ông Thìn đang tách vào cái kia ra này. Tách cho ông ý hay là mang về tách đây? Tách là tách đi. Giờ xong là tách luôn. Để họ đơn. Bỏ cái tay gái lên việc gì tay như thế này. Ông Thìn ra này nhiều cây đẹp thế nhỉ? Ông Thìn nhỉ? Ra này nhiều cây đẹp ghê. Cái mai bao tiền đấy? Cái này à. Triệu. Đấy, đấy có cây tử hay quá. Cắt giật ở đây thôi. Thân bán được cây nào chưa? Chưa à? Này nắng quá. Đâu đi, này xe đâu? Có mỗi thế rồi. Cái bể cái bao tiền đấy? Đấy mà. Trồng sẽ chia. Đây như lúc sáng nha, nếu mà được thì giao đi ông Thìn này. Đến đây chỗ con phải đâu thật. Nếu được thì giao đi. Thôi đây bán này. Này nó thích bán cho nó. Đấy, đúng rồi, người làng. À, phải mua mua bán với ông nhiều nó mới ra như vậy. Ông bán rồi, còn lại bất kỳ ông bán. Nếu mà thôi thì giá nó cũng bằng lấy được cho đi. Được chưa? Ông vòng vào đây. Sáng sớm bán được cây đẹp nhất chợ này rồi. Đẹp quá. Hoa như thế này sướng chưa? Để đi, bán đi là kể đi. Đấy, quá đẹp. Thơm. Cắt luôn. Cắt luôn cho đến được 2 cây. Nó biết mà nhớ. Quyết rồi đấy. Về nó lại 3 triệu. Đấy, này làm cây nữa. Đấy. Càng đẹp. Quá đẹp. Cắt luôn cây này đi. Thoáng cây nhỉ. Mẹ này, này. À, không có cái giá đấy được chị ạ. Thế ông Thìn bán rồi thì rồi. Đây là bán rẻ đây. Rụt rịt chưa? Cành giữa đó, cái cành giữa này. Bỏ cái này hơn. Làm bỏ cả. Hoành đi lấy 5 cân nhiều. Bỏ cân này đi nè. Để thân để sống lắm. Nếu bỏ thân này thì cắt đỉnh này thì cắt đỉnh đấy, đấy lấy 5 thân thôi. Không phải bên đẩy ra một tí nào. Cắt đấy xong nó mọc đấy. Đấy, xong nó mọc đấy. À, cắt đến mắt này đây. À. Thì cắt vỏ thân kia được. Cắt vỏ thân kia được. Bè. Quá tỉ mỉ không? Tỉ mỉ thế. Ừ, phải cho nó bao giờ đây. Đấy. Ra. Rồi tỉnh nốt kia. Không phải đây. Sạch. Đấy, ông Bình lấy chảo ấy đi. Đâu là kiến thức đó. Quảng ăn. À, còn kiến trúc sư nữa này. Ông nè. Đây là kiến trúc phá. Đâu còn kiến trúc phá. Dạ, thìn nó mà tươm ngồi đấy là chúng nó còn làm hộ đấy. Thế cái kia là đầu vốn nhé, còn cái ăn lại cái này này. Đấy, cái này đầu vốn. Ờ, ăn lại cái này còn cái kia là vốn rồi. Vốn đấy. Vâng, 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 đang thìn tắt loạt luôn. Bây giờ ông có thấy tiếc không? Không, thấy cái còn lại rồi. Không thèm nhìn luôn. Không quan tâm làm gì đâu. Cắt được làm năm là người kệ luôn. Người khác mới kiếm được. Đấy. Đấy, bây giờ là giá là bao nhiêu rồi đấy?
để cục gửi công quay. Bây giờ cứ bây giờ cắt xong thì cái này là bao tiền đấy? Không. Đấy hỏi thằng chủ cây đây. À đây. Bao tiền đấy bác? Củ dưới nhỉ? Củ dưới. Củ dưới đâu biết được nó bao nhiêu. Còn cái kia là tính tiền riêng. Cái kia đã ăn vốn rồi, còn cái này nó cứ lại nó kiểu như là nó vậy. Rồi. Cái này là cái lãi này. Xem nghiên cứu. Cái này là cái vốn này. Vốn. Vâng, đẹp đấy nhỉ. Lãi có 1,5 triệu thì không? Lãi có 1,5 triệu. Thứ nhất thế hoa. Thì giờ cũng đóng đường mặt. Đấy, giờ đang... À, không có lỗ nhỉ? Có lỗ. À, có lỗ bịt này. Bịt này. Có lỗ dòng cây mà. Thả nước xi được. Bao tiền anh? 5 triệu. 5 triệu à? Cái cây này. Đây là... Thế đây thì cho mất 5 triệu. Đấy, cả cây, cả cây bằng bể. Cây này trồng xi đẹp. Mấy xi tay chuột vào đẹp. Chân công báo. Trước là rồng rồi chứ, trước anh rồng cái xí tay chuột rồi, bảo cái xí tay chuột rồi. Thế, thế lãi bể thì còn đâu nữa. Về cứ ngâm rêu lên cho nó khô. Không, con này nó khổ lâu lắm. Đã cũng được qua mấy mấy đời cái xi được khoảng 3 năm. À, 53 năm. Yeah. Em nhầm là nó phải có 35 thế cửa. Vậy. Nhầm thế nào? À cũng nặng cái chứ nhỉ. Cái này nó ấy. Nặng. Nó vừa thì kèo. Xem bít tiết nong đi quy phượng. Bít tiết nó nành luôn. Bít tiết. Nong đi quy phượng. Ok đấy. Hay đấy. Bít lại đủ cái vốn của cái này. Lại mua rồi. Ui giời đẹp thế. Nay mà không cháu không biết. Đấy. Ra thế. Muộn chứ cổ thế. Quá. Mình cứ ra sớm. Tiếp thật. Ra sớm. Vừa nãy ông cứ gọi ra sớm trước Hải Lâu nhưng mà cái đi mãi cái đi làm cái kẻ kia. Đấy. Thế mà không biết mà mua. Tiếp thật. Đẹp. Cổ thụ đấy. Đấy, dưới đây. Cái này bao nhiêu tiền ông? Vậy thì có hết rồi, xong. Đấy. Bóng là xong. Đấy, cổ thụ chưa? Nhìn thích chưa? Đấy, đi chơi phố đấy. Cái của tuyển chú bảo là về cắt bớt đi, đừng nuôi lợn. Cái gì? Cái chủ của Tùng Tuấn đấy. À, tôi chưa cắt được. À vâng, thì cứ mình đấy. Vừa nuôi vừa chơi. Để nó mầm cái không chết nó bỏ. Cái này không ngại lắm. Cổ thụ, cổ thụ thu nhỏ ngắn này. Đúng. Chính là cái sẹo này này. Này. Nó lâu rồi nó đang bo rồi, cái này đang bo dần rồi. Đấy, bo nhanh đấy. Là ông có cái gì đây? Mua cái bát này hay quá. Hay quá. Như cái trốn này là vừa. Như cái trốn của con gái 18. Sờ tí cho thích. Sờ tí. Mần tí. Sờ tí. Mình đấy. Nào về mắt trời qua. Đấy, qua nhà thích chú Tuyền xin ít ngọc ngà châu báu về bón cho em thôi. Chú ấy chỉ một tí thôi. Túi con vốc này là ok. Đấy. Cho em ở trong nhung lụa cho nhanh. Sáng sớm ra là có đồ này. Nó trực. Quá đẹp. Quá đẹp. 7 phút thôi ạ. Còn cái này đang phát triển. Đẩy cho nó đấy. Nhanh lên tí. Còn đi á, thêm đi. Đi bản thôi. Đi bản.
lên bàn chậu lấy ra luôn. Cốt chậu đẹp quá. Đấy. Này nó nuôi lâu. Ông ơi, ông có chỗ ngồi mát nhất, thằng nào ông bán có mỗi mình ông bán được ở chợ. Rồi với ông kia há mồm hết. Bán rồi gì? À bán rồi gì? Bán trong nào? Hải mơ. À lại hải. Lại hải. Hôm nay đấy, có mỗi cái quả ông để lại đúng không? Duyên Hải. Duyên những người tên Hải. Này là 4 triệu xe này bảo lên đấy. Lại Hải à? Hải chợ mơ. Cái suối. Có quả kìa. Đấy, để lại một cái quả cho trưng bày. 800.000 à? 800.000 này 200.000 đấy. Ok rồi. À cho vào cái đấy gì? Hay quá. Đấy, bên này cũng giao dịch và bên này giao dịch rầm rộ quá. Cái bể của thân này mà trồng si tay chuột hợp. Những cây mini thôi. Cái đồ gấu gấu thì nó không hợp. Đấy, chỗ này mát quá chẳng muốn đi đâu nữa. Thế nên nó băng đều nhẹ thế. Nhẹ, nó bé. Thế là nặng rồi. Nhẹ tí. Tí mà. Ờ nhỉ. Thì mình không có cảm giác cái gì. Nhưng mà nhẹ. Cảm giác là tinh đấy. Chứ không phải là lẩm phẩm tàu đấy. Chỗ tàu ấy nhặt này. Tàu à. Chắc đẹp. Có lúc chỗ này Big Man. Không phải biết bản mình là bản mình để đâu. Ừ. Không biết đâu. Vượt cắt ở đấy. Vượt ở đâu cái này chợ này. Đấy cây này thì bao nhiêu không? Cây 3 triệu. Đấy. Đi mái chưa này. Sạch sẽ đi chơi. Đấy. Tiền. Hay. Cho vào cái bể kia cũng vừa đấy. Ừ. Cho vào bể kia cũng vừa đấy. Đấy, vừa đấy. Thế là quắt chục thôi. Ừ. Nha. Người nhà tí nữa làm việc với nhau thôi. Đấy. Kệ nó. Thớt đây này. Cái này chặt thịt gà được ở đây này. Kệ nó. Cái đêm thì bỏ. Lại làm cặp chăng. Nghỉ lắm. Nghỉ lắm. Dễ đấy lắm. Nghỉ lắm. Nghỉ lắm. Đấy, ok. Thôi mà làm nào làm cả cặp này nó vui này. Vui em. Thế. Ok, để cháu sang bên kia cái này.